Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cặn thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 13 cần câu nha anh em. 13 cần câu này, 13 cần câu kiện Nhật, hàng này hàng cấm gốc. Thì chất lượng carbon có các thương hiệu như Gamma, Abu, Daiwa. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Nhà bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không chấm đếm lên đó thì xem lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất là cam khảo. Thì cây thứ nhất là một cây Daiko, hàng còn tủ luôn nha anh em. Đó. Thì cây này là một cây Daiko cấm gốc. Đó. Bát là bát Fuji tam hoàng đây nè, Fuji nha, cắm gốc nha mọi người, chất liệu từ carbon coi cực kỳ dày luôn nha mọi người đó. Thì cây Daiko này, cây Daiko cắm gốc phèn là phèn xích gôn đó. Gôn xích nha mọi người đó. Thì cây này có độ cứng là độ cứng UL đó. Độ cứng này chia nhanh lên lua cá suối nè đó. Lua cá suối, con mực, câu hành, câu cháp, câu tôm đó. Đây nè, đây đó. Độ cứng UL nha anh em, hàng Daiko. Hàng Daiko này phôi hàng của Nhật nha mọi người, hàng nội địa Nhật. Thì cây Daiko này dài là 1m89, nặng 105g. Tái mồi từ 1,75g đến 7g nha anh em. Tái dây từ 4 đến 8 lb đó. Cái này đọt là 1 ly, đọt 1 ly 6 nha mọi người, đọt 1 ly 6. Phải gòn xít nha mọi người. Đó. Ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Cái này chia nha anh em lưu xuống nha. Đó. Rồi, giá công khai cây số 1, giá công khai là 1,6 triệu cộng ship nha, còn full túi. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 bên người mình còn là một cây Daiko. Đó. Cây Daiko này là một cây Daiko phèn Fuji lõi xám nha anh em. Đó, Fuji lõi xám. Bát là bát Fuji tam vàng luôn nha anh em. Đó, cắm gốc. Thì cây Daiko này độ cứng là ML nha anh em, độ cứng ML. Dài 1m8, độ cứng ML. Phen Fuji lõi xám nha anh em. Đó. Phen còn ok hết nha mọi người. Này, cái xước nhẹ cái này nha. Ngoại hình còn khá là ok. Đó. Độ cứng này ML chia cho anh em lua lóc nha anh em, lua lóc, lua chẽm. Công mú. Đó, dạng bánh cảm giác. Thì cái này dài 1m8, nặng là 100g, đọt là 1,4 ly. Đó. Tải mồi từ 5,25g đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Đó, cây số 2 giá công khai là 1,4 triệu cộng ship nha anh em. 1,4 triệu cộng ship. Thì cái này hàng nội địa nha anh em, Japan. Đó, Daiko hàng nội địa. Thêm lên cho người là cây số 3, vẫn là một cây Daiko nha anh em. Cái Daiko này là full túi, gọi là full hộp nha anh em, không có túi. Anh em full hộp. Coi còn rất là mới nha anh em. Đó, hàng cũng là hàng Japan, hàng nội địa. Phen là phen Fuji đen nè, lỗ xám nè nè. Đẹp cứng lên nè, mới cứng luôn á. Cực kỳ mới nha mọi người. Thì cái này dài là 1m. Dài 1m98, nặng 118g nha anh em. Đọt là 1,5 ly. Tải mồi từ 5,25g đến 14g. Tải dây từ 6 đến 12 lb nha em. Cây này là cây độ cứng vẫn là ML nha em. Độ cứng ML. Đó. Hàng Japan nội địa. Thì cây này chia nha em về câu cá lóc nè. Đó, đô màu giả nha em. Đó, đánh chẽm, câu hanh, câu cháp. Cắm gốc nha em. Vậy anh em đi dít mực cũng được. Rất là đẹp nha em. Rồi, cây số 3 giá công khai là 1,4 triệu cộng ship nha em. Theo cây số 4. Cây số 4 lên cho người là một cây dít, hàng của Daiwa nha anh em. Một cây Daiwa cắm gốc nha anh em. Thì cái này một cây Daiwa China xuất Nhật, hàng Shinji nè anh em. Đó. Daiwa nha mọi người. Phen là phen Fuji lõi xám nha. Đó. Hàng còn rất là đẹp nha mọi người. Bô chống sắn, bô xích. Thì cây này dài 1m89 nha anh em, dài 1m89 anh em, dài 1m89, hàng Daiwa China xuất Nhật. Đó, cây này tải mát là 16 lb nha anh em. Cái này lua là từ 20 đến 100g nha anh em, từ 20 đến 100g. Rất là dịu anh em. Đó, tạo các sình con mồi. Đó, anh em lấy cái này về đánh lóc nè. Dít biển. Câu dít biển là hết chơi. Đó. Bài sình riêng nè anh em. Thì cái này nặng là 160g, dài là 1m89, đọt là 1,5 ly.
tải màu từ 20 đến 100 g, tải dài từ mắt là 16 lb nha nè. Đó. Cây số 4 giá công khai là 1.800.000 cộng ship nha nè. Đó. Cây số 4 giá 1.800.000 cộng ship. Fan khỏi chơi rồi. Đó. Đầu nãy thì khỏi chơi rồi. Đó. Thêm lên cho người là một cây số 5 nha anh em. Cây số 5 em lên cho người vẫn một cây cần của Daiko. Cần máy ngang nha anh em, cần máy ngang. Thì cái này là cây Daiko máy ngang hàng nội địa Nhật. Đó. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji Sitgon. Đó. Ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Ngoại hình bao đẹp nha. Cây này dài 1m5, đầu cứng L nha anh em, dài 1m5, đầu cứng L. Hàng này về cho anh em lô lốc, lô chẽm dẫn đánh cảm giác. Đó. Bát con là bát Fuji máy ngang. Ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em, rất là sáng luôn, sáng và đẹp. Thì cái này nặng là 130 g, đọt là 1 ly 5, dài là 1m5, tải mồi từ 3.5 g đến 14 g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Giá công khai cây số 5 là giá 1.300.000 nha anh em. Giá công khai số 5 1.300.000 cộng ship. Fan còn ok hết nha mọi người. Đó. Dạng này về đánh cảm giác lưu lốc lưu màu giả nè, khỏi chê. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên cho người là một cây hàng của Abu. Hàng này vẫn là hàng cắm gốc, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Thì cây Abu này là cây Abu Hotin. Đồ cứng ăn lờ nha em, đồ cứng lờ cắm gốc. Bát là bát Fuji nha em, bát Fuji. Đó. Cán là cán rũ nè, Fuji cắm gốc. Đó. Thì cây này dài 1m74 nha em, dài 1m74, fan là fan Fuji Seed nè nè, loại Seed thích nha em. Đó. Mấy cây cắm gốc này tạo các sình nó rất là cứng nha em. Đó, nó cứng lờ như so với cần 2 khúc nó ra tầm thằng ML luôn á. Bộ phanh xích rất là đẹp nha nè, phôi cực kỳ dày luôn nè. Đó. Thì cái này dài 1m74, nặng là 115 g, đọt là 1 ly 5. Thì cái này tải mồi từ 3.5 g đến 14 g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó. Cái bu này thì độ cứng lờ nha nè. Đó. Cái bu này giá công khai là 1.400.000 cộng ship nha. Đó. 1.400.000 cộng ship, hàng còn bao ok bao đẹp nha nè. À, cây số 6 1.400.000 cộng ship. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 em lên cho người là một cây cần Abu full hợp nha anh em. Đó, món full hợp. Đây. Full hợp full tối luôn, full sắt hướng dẫn luôn. Đó. Đây nè, đó thì cây này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98, nặng là 145 g. Đọt là 1 ly 7. Đọt là 1 ly 7 nha anh em. Đó, tải mồi đây anh em, tải dây đây, tải dây từ 10 đến 16 lb. Đó. Tải mồi từ 7 đến 28 g nha anh em. Cái này gơ tầm khoảng MH nha anh em. Đó. Giá nó bán từ Nhật gơ tầm khoảng gần khoảng 4.500.000 từ Việt Nam nha mọi người. Nó full hợp nha anh em, full hợp full túi luôn. Abu. Đồ cứng MH. Hàng cắm gốc. Nha anh em, soi cần cho anh em xem. Bát là bát Fuji nè, bát của Abu á rất là chắc luôn nè. Có cái này nó có lò xo đây nè, giữ cái máy lại. Rất là thích luôn. Đó. Fan là fan Fuji Seed cho anh em. Đó. Nguyên bộ fan Seed, không lỗi lầm nữa cho anh em. Hàng đâu ok luôn á. Đồ cứng này về anh em đánh lóc là khỏi chê đâu hết. Đó. Hàng cắm gốc nữa. Đánh cá sình nó cực kỳ cao luôn. Đó. Rồi. Giá công khai cây số 7 giá công khai là 1.600.000 cộng ship nha anh em. Cây số 7 1.600.000 cộng ship. Abu. Tiếp theo qua bên đây, qua bên đây là một hàng dích biển nha anh em, đó, hàng dích biển. Tiếp thêm lên cho người là cây số 7, cây số 8 nha anh em. Đó, tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho người là một cây cần của Romet. Cái super carbon. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng nó để là cũng mờ. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 120 nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 120. Fan là fan Fuji Seed nha anh em, nó fan chân cao. Đó. Cực kỳ mới nha mọi người.
bu xít luôn anh em, cực kỳ mới nha mình em. Hàng là để anh em Japan bát là bát Pussy Tam Quang, thì cái này nặng là 295g, đọt là 3 ly, giá công khai 1,2 triệu nha anh em, giá công khai 1,2 triệu, cắm gốc hàng dứt biển. Thì cái này so độ cứng cần 2 khúc đó, nó cứng ra tầm khoảng 120 nha anh em, khá cứng, phen cũng khá là chắc luôn nè, nó nhìn từ xa nè bóng lóng. Đây cây số 8 giá công khai 1,2 triệu nha anh em. Theo lên cho người là cây số 9 nha anh em. Đó, cây số 9 vẫn một cây dít biển đó, chia nha anh em câu ghe bè thuyền tàu sân hàng đó, nhìn từ xa bộ phen dít nè anh em, nhìn cực kỳ chắc luôn đó, chắc như nước cắt luôn. Gốc còn rất là mới nha anh em đó anh em, hàng của con grab nha anh em đó, bát tàu bát Pussy, hàng nội địa nha anh em, nội địa Japan lật bơm càng còn cực kỳ mới nha anh em đó, phen ok hết nha. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, hàng dứt biển Pussy nha anh em, Pussy nha đó, bộ phen dứt nè, khỏi chê đâu hết, cây dạng dứt dạng cũng tải cũng rất là cao nha anh em, khá là cứng. Thì cái này dài 1m8, nặng là 240g, cái này dứt từ 84g đến 140g nha anh em, đọt là 2 ly 8 đó, đọt 2 ly 8 nha anh em, trọng xuống dứt nữa đây đó, tải dây từ 5 đến 20 lb nha anh em đó, cái này tải mát được 6kg nha anh em, được 6,5 kg, dạng dứt hàng nặng câu đáy. Anh em chủ câu trên ghe, trên bè, trên thuyền săn hàng thì lấy cái này đánh. Thì cái này cây số 9 giá công khai là 1,6 triệu cộng ship nha anh em, 1,6 triệu cộng ship. Cây số 10 nha anh em, cây số 10 em lên cho người là một cây cần dứt biển anh em, hàng nội địa Japan, bát Pussy Tam Quang luôn đó, gốc còn cực kỳ sáng đẹp nha anh em. Phen này thì cái này sổ bộ phen là phen Pussy xích bóm nha mọi người đó, như bộ phen bóm luôn, càng còn rất là mới nha anh em đó. Bung mọi chè anh em, bung xích luôn đó, càng bao mới nha anh em, nhãn ra đây showroom khủng rong. Thì cái này dài là 2m28 nha anh em, dài 2m28, tải mồi từ 30g đến 80g, tải dây từ 16 lb nè đến 30 lb đó, dãy mồi khá là cứng nha anh em, khá là chắc. Thì cái này về anh em có thể đánh lóc gần nè, săn hàng đó, khá là cứng nha mọi người đó, bộ phen xích biển nha anh em, xích bóm nè, nhìn cực kỳ chắc ha đó. Thì cái này nặng chỉ có 280g thôi, nó dài 2m28, đọt là 2 ly 4, giá công khai cái số 10 là 2 triệu nha anh em, giá công khai số 10 2 triệu. Thì cái này về anh em đánh lóc thì anh em đánh vô tư luôn đó, đánh lóc đánh nhích cũng được đó, nhìn cực kỳ đẹp nha mọi người đó. Phen bao chắc nha. Rồi cây số 10 giá công khai là 2 triệu nha anh em. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 em lên cho người là một cây thương hiệu của Mỹ, hàng UFM, bát là bát Pussy Tam Quang đó. Đây, có rỉ một tí nha anh em, muối ăn. Gốc còn ok nha mọi người đó. Gốc móp còn rất là ok luôn. Phen nó đây dạng phen Pussy xích bóm nha anh em, Pussy xích bóm mà phen gòn nó mới ác. Nhìn từ xa bộ phen nè, bao chắc luôn. Thì cái này một cây giúp FM nha anh em, đây nè, một thương hiệu của Mỹ đó. Thì cái này dài 2m4, Pussy nha anh em, Pussy 40 phen con xít, keo còn rất là ok anh em, ngoại hình còn bao ok luôn đó. Đây là một cây dít hàng nặng nha anh em, dít hàng nặng thôi cực kỳ chắc luôn đó, đánh đáy đánh dàn phan câu Phú, anh em ở Phú Yên Côn Đảo đánh mấy cái này đó, cực kỳ chắc. Thì cái này nặng là 315g,
Cái này chích mát là 84g nha em, đó, cả 84 85g. Đọt là 3 ly, dài 2,4 m, giá công khai cây số 11, giá là 2,8 triệu nha anh em. 2,8 triệu. Hàng cực kỳ chắc nha anh em. Đó, đây. 3/4 sách, 3 ô sách đây. À, tải dây mát là 30 lb. Vốt em. Càng còn rất là mới nha mọi người. Keo đi, khỏi chê. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 vẫn là một cây vốt em, một cây hàng săn hàng. Đó. Thì cây này tải tới 8 ô sách nè. Đó. Phen bóm như này, phen bóm, phen xít. Gòn luôn, xít gòn luôn. Góc ở đây. À, chỗ gắn bát nó cũng cực kỳ ngầu luôn. Đó, phu xê nha anh em, tem vàng. Cục nói. Phen vẫn là phen phu xê xít gòn nha anh em, phen biển. Đó. Dạng dạng câu đáy nha mọi người, dạng câu đáy rồi. Này, thông số nó đây, đó, tải tới 8 ô xích, tải dây mát là B số 5 nha anh em, đó, B số 5. Dây là 40 lb. Thì cái này nặng là 280, nặng là 420 g, đọt là 3 ly 3. À, tải mồi mát là ra tầm khoảng 224 g nha anh em, đó, tải mồi mát là 224 g. Dài là 2,28 m. Giá công khai cây số 12, giá là 2,8 triệu cộng ship nha anh em. Đó. Tải mồi mát là 200 mấy chục gram, 224 gram. Đó. Bao anh em tải mồi luôn. Đó. Bao anh em đánh đáy luôn, đánh biển luôn. Phen cực kỳ chắc nha. Tiếp theo cây cuối cùng. Tiếp theo cây cuối cùng nha anh em. Cây cuối cùng em bên cho người là một cây cần của Gamakatsu. Đó. Nè. Gamakatsu. Đó. Cây dứt biển là khỏi chơi. Đó. Lucy. Thì cái này dài 2,1 m anh em, dài 2,1 m, góc nói ok hết trơn nha anh em. Cái bát đựng máy của mấy cái hàng săn hàng này anh em, bát cực kỳ chắc nha. Đó. Thì cái này dài 2,1 m, hàng nội địa Seben Gamakatsu. Phen vẫn là phen Fuji Chanka, phen xít. Đó, nhìn một phen từ xa này anh em, bao ngầu. Đó. Thì cái này nguyên zin, không độ chế gì hết. Đó. Bộ vẫn là bộ xít mà chạy nha anh em. Gamakatsu anh em, thông số tải dây này thì nó tải từ 4 đến 8 oz nha anh em, từ 4 đến 8 oz. Tải dây BRB từ 3 đến B số 6 nha anh em, dài 2,7 m ZNC. Đó. Thì cái này nặng là 392 g, đọt là 4 ly 5. Tải mồi từ 114 g đến 224 g nha anh em. Đó. Tải dây từ B số 3 đến B số 6, dài 2,1 m, giá công khai cây số 15 vẫn là 2,6 triệu, 2,8 triệu cộng ship nha anh em. Đó. Cây số 13 giá công khai là 2,8 triệu cộng ship nha anh em. Đó. Rồi, đó tổng cộng 13 cần em lên danh hôm nay, nếu em ưng cái nào chốt em điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.